Xin mến chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay mình sẽ trở lại với chùa Bốn Mặt của xã Phú Tân để xem bà con tìm thêm cái phần cánh tay của tượng các bạn. Hiện nay thì trong lúc đã tượng thì nó được tìm nhiều phần các bạn trên cơ thể, bây giờ chỉ còn cái cánh tay là cánh tay cuối cùng là đạt được. Thì hiện nay mình ra nơi mà tượng nổi thì bà con khu vực này người ta đào, dù trai hay gái thì người ta cũng ra này để mà tìm kiếm cái phần của cánh tay của thằng Vishnu ở này các bạn, rất nhiệt tình luôn. Rất là đông các bạn. Các bạn nhìn thấy anh em rất là cực để mà tìm lại cái cánh tay cho thằng Vít Ngu. Nhưng mà trong cái cực thì anh em cũng rất là vui, tiếng cười để mà cho nó thoải mái để mà để tìm cái cánh tay các bạn. Các bạn nhìn thấy cái chị này cũng đào rồi các bạn. Mấy anh này nói là khi nào có tài trợ cho trả trợ cho mấy anh luôn nha các bạn. Tự cánh tay không hay à? Chắc là mỗi thứ bảy tới rồi đó anh ơi. Thôi hy vọng cho hiện luôn cho rồi. Rồi giờ mình vào bên trong nha các bạn để mình xem thôi. Ở đây thì trong chùa lúc nào cũng có tiếng vang của mọi người Phật tử lúc nào đến đây để mà cúng bái các bạn. Hôm nay thì cũng hơi vắng nha các bạn, cho nên cái lượng khách nó không có được đông. Đây là cái tượng hình thần Vishnu đã được lắp ráp các bạn, và đẹp. Các bạn nhìn thấy ông rất là uy nghiêm. Các tượng vị thần đó các bạn, hôm nay là những tượng thần. Ông là người đứng tối cao của dòng cái thần trên các vị thần các bạn. Các phật tử cũng đến đây cũng bán nè các bạn. Đó. Mình đi chụp đi qua bên đây cho các bạn xem. Nếu các bạn cái tượng thần thì được ghép lên rồi nhưng mà chưa có cánh tay, còn các phật tử thì cứ đến để mà cúng bái cho thằng Vít Nu các bạn. Hôm nay thì mình đến đây thì cũng gặp nhiều cái YouTuber đó nè các bạn, rất là đông anh em ở các tỉnh các xứ rồi đến đây để mà chia sẻ về cái tin thằng Vishnu xuất hiện tại chùa Bốn Mặt, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì mình đến đây thì cũng gặp nhiều anh em làm YouTuber rất là vui khi được gặp mặt để trò chuyện với nhau nữa các bạn. Ở nay thì trong bổn chùa thì thường thường là cái loa lúc nào cũng phát hết trơn các bạn, để cho mình cảnh giác khi chen lấn vô những cái chỗ đông người như vậy, sợ bọn gian đó các bạn, để mình có điều kiện hơn. Đây, mình đứng xa xa để mình nhìn vô cái tượng các bạn. Như các bạn đã thấy thì mình thấy một ngày trung bình vậy là
là cũng có hơn 10 youtuber đến đây để mà chia sẻ cái tin này các bạn. Giờ này đi buổi chiều thì mình cũng thấy là các đông anh em đến để mà quay nè các bạn. Thôi các bạn nhìn thấy anh em youtuber rất là đông đi đến bổng chùa để mà quay chia sẻ về cái tin thằng nổi ở thằng biết luôn nổi ở cho chùa bốn mặt. Đây các bạn nhìn thấy tượng thần rất là uy nghiêm các bạn. Cúng bái cho thằng, các bạn nhìn thấy cái tượng ông đứng rất là uy nghiêm. Lúc nào đài cũng báo là cái dân các bạn. Bà con ở các tử các nơi người ta thường là tin vào khi mà đến đây để mà vuốt trên tượng rồi xua đuổi những cái bệnh hoạn trong người đó các bạn. Ở đây người ta các bạn mình đến đây cũng mấy lần mình thấy người ta cũng rất là tin và người ta cũng làm theo và mình cũng có thể làm theo luôn các bạn. Cái bông ảnh nhúng cái bông nước gì đó các bạn để anh đang tha lên cho cái tinh thần cảm thấy bóng đẹp các bạn. Thì Phật tử các nơi thì người ta thường đến đây để mà xem và người ta cũng bắt chước theo lấy vuốt để xua đi cái bệnh hoạn hay là những cái tà khí trong cơ thể người rất là đông. Về lắm các bạn. Hồi nãy mình ra bên phía bên ngoài thấy xe ở Kiên Giang đồ cũng qua với ở Bình Dương đồ cũng xuống các bạn. Các bạn nhìn thấy tượng ông đứng rất là uy nghiêm. Còn thiếu cánh tay bên tay trái đó các bạn nhìn thấy bên tay trái còn thiếu một cái cánh tay. Tượng này thì ông tới 4 tay. Như cái trước mình đã nói thì một tay cầm dĩa xay, một cây cầm cái quả địa cầu và một cây cầm cây trượng đó các bạn. Còn một cái tay bên tay trái nằm phía trên đó, thì không biết cầm cái gì. Để sau khi mà ở trong bổn chùa mà tìm được cái cánh tay trái cuối cùng mình sẽ đến đây để chia sẻ các bạn thêm xem. Để ông tượng thần Viết Ngu cầm cái vật gì trên cánh tay đó. Nó đã một điều là mình chưa có ai biết và tất cả người trong chùa, kể cả sư thầy cũng chưa biết là cầm cái gì. Cho nên ai cũng muốn hiếu kỳ để mà tìm hiểu thêm và xem như thế nào. Các bạn nhìn thấy tượng thần rất là đẹp đó các bạn. Nhìn thấy em bé đó người ta cũng vuốt để mà xua đuổi và mạnh khỏe trong cơ thể người. Phật tử về thắp nhang cúng bái cho thần các bạn. Rồi bây giờ
cuộc sống miền Tây xin cảm ơn các bạn cùng mình đến chùa Bốn Mập ở xã Phước Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng để chiêm ngưỡng tinh thần Vishnu. Sau khi một đêm lắp ráp hoàn thành cận ngông đúng quy nghi trước chỗ tôn thờ. Và bây giờ mình cũng hẹn lại các bạn vào những video kế tiếp của cuộc sống miền Tây. Các bạn nhớ đón xem. Và những điều bí ẩn trong cánh tay cuối cùng của ông cầm những gì trên cánh tay này chưa ai biết được và cũng không ai đón được. Bây giờ cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp của mình nhé. Các bạn xem nhớ ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like, share. Chào và hẹn gặp lại các bạn vào video sau của mình.